Sáng ngày 11 tháng 1, quận ủy, ủy ban nhân dân quận 7 tổ chức lễ mừng công nhiều công trình nâng cấp mở rộng các tuyến hẻm ở quận 7. Cụ thể, ủy ban nhân dân quận 7 và các phường đồng loạt tổ chức mừng công 9 công trình đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng. Đáng chú ý phải kể đến công trình nâng cấp mở rộng hẻm 1248 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, Tân Phú và lễ mừng công công trình nâng cấp mở rộng cầu thuộc hẻm 1041 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng và xây dựng cảnh quan cây xanh tại rạch ấp chiến lược. Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 7 cho biết, việc mở rộng hẻm 1248 đường Huỳnh Tấn Phát để kết nối vào khu di tích lịch sử cấp thành phố Long Hoa Cổ Tự, chùa Long Hoa. Tuyến hẻm có tổng chiều dài 310m, bề rộng từ 2,7 đến 4,7m, là ranh địa giới hành chính của phường Phú Mỹ và phường Tân Phú. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng khiến người dân phấn khởi khi được di chuyển trên đường mới, thoát khỏi cảnh ngập nước. Trước khi nâng cấp cái hẻm này một tháng hai lần rầm với 30 đều ngập hết, ngập tới đầu gối luôn, không được. Chỉ chừng có tháng 2 là nước nó cạn, không ngập. Thật sự Tết 30 Tết vừa cúng giao thừa cái nước ngập luôn, đi chùa không được, lội bụng 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 luôn. Mùng 3 Tết năm rồi mưa lớn, ngập chán giống nhà dân luôn, thật đấy. Nhưng bây giờ hiện trạng bây giờ là rất là tốt, được dân hân hoan, rất là hân hoan luôn, mừng lắm, dân mừng lắm, cũng như mà mỗi gia đình mình được trúng số. Tại vì nếu mà số tiền nâng cấp mà mỗi người dân bỏ tiền không bao giờ nâng cấp được. Tương tự, quận 7 cũng đã mở rộng cầu tại hẻm 1041 Trần Xuân Soạn từ hơn 3,5m lên trên 5,5m, tải trọng trên 8 tấn đã giúp bà con đi lại thuận tiện hơn, từ đó góp phần chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Trong sáng cùng ngày, quận 7 và các phường tiến hành mừng công nhiều công trình ý nghĩa lớn.